Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Nhiều ông hoàng bà chúa thuộc gia tộc Habsburg cai trị khắp châu Âu từ thế kỷ thứ 16-18 có một dị tật trên gương mặt là hàm bị bệnh ra rất lớn, khiến việc ăn uống trở nên khó khăn hơn. Dị tật bẩm sinh này xảy ra do truyền thống kết hôn cận huyết của họ. Các chuyên gia nhà nghiên cứu phát hiện, nhiều ông hoàng bà chúa thuộc gia tộc của Habsburg trị vì ở châu Âu từ thế kỷ 16-18 có điểm chung đến khó tin trên gương mặt. Họ đều mắc căn bệnh hàm bệnh. Cụ thể, nhiều vị vua và nữ hoàng của Áo và Tây Ban Nha là thành viên của gia tộc Habsburg. Theo đó, gia tộc này là những người có ảnh hưởng nhất châu Âu trong suốt thập kỷ. Các thành viên hoàng tộc trong gia tộc Habsburg đều có chung một dị tật trên gương mặt là hàm bệnh cực lớn. Thậm chí, người ta còn đặt tên cho căn bệnh đặc biệt này là hàm Habsburg. Những người mắc hội chứng này có cấu tạo hàm cực lớn, bệnh ra hai bên rộng đến mức khó tin. Việc có hàm bệnh cực lớn khiến bệnh nhân gặp nhiều khó khăn trong chuyện ăn uống. Hoàng đế Charles V năm 1500 năm 1558 là một trong những người mắc hội chứng hàm Habsburg. Với căn bệnh này, ông hoàng Charles không thể ăn uống công khai trước mọi người vì hình thù miệng hết sức quái dị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, các thành viên trong gia tộc Habsburg gần như đều mắc phải, bất kể là nam hay nữ trong suốt nhiều thế kỷ. Giáo sư về di truyền học Roman Villas tại Đại học Santiago de Compostela, đứng đầu nghiên cứu trên mới tiết lộ nguyên nhân gây ra căn bệnh hàm Habsburg của gia tộc nổi tiếng châu Âu thời xưa. Theo giáo sư Villas, sở dĩ các thành viên trong gia tộc Habsburg có hàm bệnh cực lớn là do kết quả của việc giao phối cận huyết kéo dài suốt hơn 200 năm. Hôn nhân cận huyết giúp gia tộc Habsburg duy trì được quyền lực và tầm ảnh hưởng trong suốt nhiều thập kỷ. Thế nhưng, điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thế hệ con cháu khi khiến họ mắc các dị tật bẩm sinh, thậm chí đẩy gia tộc này đến sự sụp đổ. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn biến đổi. Cái cây hôm qua cành còn trơ trụi, nhưng sáng nay đã đâm chồi nảy lộc. Góc vườn tối qua còn hở đất, sáng sớm đã xanh rờn đám cỏ. Thiên nhiên là vậy, luôn mang đến những điều mới mẻ, luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà bạn không thể tưởng tượng được. Vì thế đừng lười biếng mỗi sáng thức dậy, hãy đi dạo vài vòng để xem những gì ở gần mình nhất, hàng ngày thay đổi ra sao. Biết đâu lại gặp được điều bất ngờ như câu chuyện dưới đây. Câu chuyện này được cô Kritika Kukreza chia sẻ trên trang Beautyfic và đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Như mỗi sáng thường ngày, hôm nay tôi thức dậy và đi dạo trong vườn để cảm nhận bầu không khí trong lành. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu tôi không vô tình nhìn thấy thứ vật thể kỳ lạ đó. Tôi thực sự không thể mô tả nó, mặc dù chắc chắn đó không phải là một vật thể ngoài hành tinh, nhưng trông nó giống như một khối cao su kỳ quặc, hay đúng hơn là một quả trứng với hình thù kỳ dị. Bất ngờ hơn khi tôi chọc vỡ vỏ của nó, một sinh vật từ từ nở ra. Qua tìm hiểu tôi mới được biết đó là một loài nấm cực hiếm, có tên khoa học là Clerostratus. Tuy nhiên người ta thường gọi là nấm bạch tuộc Stinkhorn, bởi hình thù của nó giống với những xúc tu của loài bạch tuộc. Theo nhiều tài liệu, nấm bạch tuộc Stinkhorn có nguồn gốc từ Australia. Theo trang First Nature, rất khó để tìm thấy loài nấm này ở Anh. Chúng chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc châu Âu, Bắc Mỹ. Những cái xúc tu ấy nhắc cho tôi nhớ đến những cái tua dài ngoằng ghê rợn của mấy người ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Đáng sợ hơn, trên những xúc tu của loài nấm này có dính một chất nhầy màu đen. Nhiều người vì thế còn gọi nó là những ngón tay của quỷ. Tuy nhiên, theo các tài liệu nghiên cứu, chất nhầy màu đen này đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự sống của loài nấm này. Khi những loài côn trùng như nhện hay ruồi vô tình đậu vào loài nấm này, chất nhầy này sẽ giam chúng lại làm thức ăn nuôi cây.
Có một sự thật nữa khiến tôi khá bất ngờ, đó là loài nấm này có thể làm thức ăn. Tuy nhiên, chúng chỉ ăn được trước khi thoát ra khỏi vỏ bọc trắng muốt. Mặc dù các nhà khoa học khẳng định nấm không độc, nhưng mọi người không dám ăn thử chúng vì mùi rất thối.